Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Xuân Lộc vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Xuân Lộc luôn phát huy tốt được vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Phát huy những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội cũng đã tập trung thảo luận góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời hiệp thương chọn cử 29 đồng chí vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Xuân Lộc khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó hiệp thương chọn cử đồng chí Nguyễn Thiện Bình, Phó Bí thư huyện đoàn Xuân Lộc, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện khóa 6. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Đồng Nai cũng tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh thiếu niên trong nhiệm kỳ qua. Cùng đó, Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc cũng tặng thưởng thêm cho 14 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.